Chào cả nhà, hôm nay mình có mặt tại cái ngôi nhà mướn của hai bà cháu. Dạ, mẹ là mẹ nó bỏ bỏ nó đi đi lấy chồng khác hả cô? Đi làm rồi không có tiền đem về nè, cũng cũng lâu lâu Dạ, người cũng cảm người ơn. nước Nhưng người người mà người ý người là cho con hỏi á, thì xuống ngồi xuống cho con hỏi ít chút chuyện. Như là mẹ của cháu là lâu lâu mới về thăm hay sao cô? nó đi lâu lâu nó mới về. Dạ. Tiền nhà tiền cửa thì thiếu thốn không có tiền lắm, Vậy là mỗi ngày cô đi làm nghề gì? những nó không à, nó khùng nó đâu có biết đâu, đâu có ai giữ nó được, Vậy bỏ nó hả? nhà nó phá nó chết rồi, nó phá nó đốt nhà chết rồi. Vậy hả? Vậy Nó là hôm nay khùng có một mình cô thôi. mình với nó đó Rồi chồng cô đâu? thôi lâu lắm rồi, thôi nay hồi lúc mà mẹ thằng này mới có 4 5 tuổi tới giờ À, là cô nuôi nó từ nhỏ đến lớn cho luôn. lớn luôn. Mà năm nay được bao nhiêu tuổi hả cô? Ừ. Năm nay được bao nhiêu tuổi hả cô? Hôm nay nó cũng được 11 tuổi rồi. 11 tuổi hả? 11 tuổi mà cô không biết gì. Nó bị gì cô? Nó bị té rồi lúc đó nó muốn nhà bên quận 2 lúc đó, rồi nó đi đẩm đẩm vậy nè, thấy nó đi nó chợt chân, nó qua nhà ba chơi chợt chân té nước đá, nó đập ngay cái ốc nó bị chết, tính nó chết rồi nó tỉnh lại nó khùng luôn. À, là lúc đó là mấy tuổi con? Có 10 mấy tháng rồi. Lúc đó 10 mấy tháng à? Nó đi đẩm đẩm nó bị ba chạm nước đá nó té. À, mà té trúng trúng vô đá hay sao con? Cũng bị chúng cũng như gặp mình nè, nó À, trơn xuống nó dớt một cái ốc nhỏ ngay cái miệng nó đập à, mình. rồi nó té nó vậy vậy tự nó chết rồi. Tưởng nó chết nó dậy chết rồi, rồi lâu lắm rồi nó mới tỉnh lại, nó tỉnh lại rồi nó giật luôn, À, nó giật luôn rồi, bởi vì cái đầu óc nó biết mà, nhưng nó không có biết mà nó phá cái này cái kia nó không biết, à. cũng như là nó không biết mình như thế nào vậy đó, rồi phá cái đó được hay là không vậy đó. Vậy là hiện tại cô ở nhà ở không vậy Giữ nuôi nó nó đó, giờ nó giữ nó rồi mệt lắm, giữ nó cực lắm. rồi vậy cơm nước rồi rồi tiền chợ rồi ta tiền đâu mà mình ấy. Nhiều khi nhớ em, nhiều khi còn không có tiền đi chợ, nhiều khi ăn cơm với nước mắm nước muối gì cũng ăn đại qua ngày Dạ. gạo người ta cho đó. Dạ. Rồi để con hỏi bé chút chuyện ha. Con Trả lời trả lời trả lời trả nhiêu tuổi? Con nhiêu tuổi rồi? lời Hả? con trả lời đàng hoàng, con trả lời Con đi. nhiêu tuổi? Chú cho tiền ăn bánh. Hả? Con 2 tuổi hả? Đời giờ đi vệ sinh thì nó biết đi. Dạ. Mà nhiều cái đầu óc nó không được vậy làm chủ được nó. Dạ. Con biết xài tiền không? Biết hả? Lấy tiền mua gì? Mua nước uống hả? Nó biết nói chuyện bình thường không cô? Nó biết về cô là bà ngoại của nó ha. Biết nó mới quất lên cái này xuyên tay nè. Vậy là tối ngày đánh riết vậy hả? Trời, vậy nếu vậy thì cái nhà mình dao kéo hay hột quẹt hay gì đó bếp ga mình cất cẩn thận thấy không? Dẹp nhưng mà đừng có cái mình nấu mình để đó, mình phải coi chừng đó, Là lúc con mà lúc sơ hở là nó quýnh nó quýnh. là coi như là mẹ của cháu bỏ đi từ lúc còn nhỏ ha. Không phải, nó mẹ nó cũng đi đây, mẹ nó cũng đi tới đi lui chứ không phải là bỏ hồi nhỏ. Nhưng mà hiện tại không, ý là con muốn hỏi thật tình đó là giống như là mẹ cháu đã giống như đã bỏ cháu đi lấy chồng khác rồi đúng không? Nó cũng nó lo cho bên kia, còn bên đây phần này thì cũng như nó làm hai bên nó có tiền ăn, nó Ờ. không có muốn lo gì tới đây được. Rồi lâu lâu mới ghé thăm thôi. Có tiền đó thì nó đưa về, không có tiền thôi Xong vậy như đó. với lại thấy cuộc sống của bà cháu của cô vậy cũng khó khăn quá. Tại vì thí dụ như cô có chồng cũng đỡ, hay là ông còn ông bà nội thì sao? Chết hết trơn, cha mẹ chết hết rồi, bà nội còn phải nhiều Không, ông bà nội của bé nè. cũng chết hết trơn rồi, đây cũng chết hết rồi. Rồi ba cũng chết luôn. Bỏ lâu rồi, Rồi rồi. ba bỏ mẹ nó mà bỏ lâu Vậy rồi, hả? gạo gạo cái tiền đó Vậy hả? cho Nè, chú cho con tiền nè. Chú cho con tiền nè. Con biết xài tiền không? Nè. nó mới tỉnh này đó Cho chứ, con nè. hồi đó là nó lúc đó là Nè nó con cũng đợi nè. lúc mà mình ngồi đây là nó đi đồ khoan chết rồi. Vậy hả? Bây giờ nó cũng tỉnh nó đỡ rồi, có mình ngồi vậy khoan mình chết. Đâu bà ngoại con đâu? Ở ngoài đây hả? Biết mà như em biết À. nó không có biết mà Nhưng nó mà nó không nó biết cứ cao nó ngôi. xô nó Đánh cơn lên nó Vậy liền hả? nó Con không có đánh bà ngoại nữa nha. Nha không? Con mà đánh bà ngoại là không có ngoan đó. Người tắm rửa cô tắm cho nó nó hả? tắm mình lên nó tắm sao thật vậy. Vậy hả? Vậy bây giờ sao mình không có chị cho bé hả cô? Không có tiền
đó bác sĩ cũng có nói là bây giờ nó được bác sĩ chưa đối diện với nó, bây giờ bác sĩ như hồi xưa. Nhưng mà ý là cô có biết là giống như là nó bệnh gì không? Sưng như vậy nè, đó, cái ậm đó, ậm nè, nè. Nhưng mà cô có biết là giống như là cháu nó bệnh gì không? Nó bị ta kêu nhận lỡ, ta kêu giờ nó giật hoài cái động kinh. Là lâu lâu giật hay là? Không, giờ nó không có đâu mà yêu cầu cũng cho nó ấy là nó cũng giật. Yêu cầu ấy gì cô? Nó nóng là giật. À, nó nóng sốt quá hả? Hay là trời nóng? Không phải, giờ đợi nóng sốt, yêu cầu nó ấm rồi, cứ uống vô lại ngồi. Vậy hả? Vậy nó có cái gì, nó có cái tiền rồi. Cho ngoại tiền đi. Cho ngoại tiền đi. Cho không? À, là biết 40 luôn đó. Biết 40 ngàn hả? Mà con biết chữ không? Biết chữ luôn hả? con biết bấm tivi coi không? Không biết hả? Rồi mà mẹ con đâu? Mẹ đi làm chưa về hả? Dạ, bà mẹ nó vòng vòng đây luôn hả cô? Rồi nhà này mình thuê là bao nhiêu một tháng? 1 triệu điện nước luôn là 1.4 triệu mấy chục, coi như 1.5 triệu đi. Tới tháng qua tháng đóng rồi lâu rồi chưa có tiền đóng. Vậy là coi như là mười mấy năm nay là cô ở nhà cô chăm nó đó, đúng không? Thì đây được trước, mười. Mà trước có thì cô cũng đi buôn bán, cô mới lo được cho thằng này, vậy thằng này cha bỏ lâu rồi. Nhưng mà nếu mà cô nói vậy thì bây giờ con nghĩ là chắc bé này thì cái tâm lý nó không ổn định, thứ nhất đúng không? Rồi thứ hai là lâu lâu nó ấm, cái người nó nóng lên nó sẽ bị giật, co giật. Mà cái bệnh quan trọng là cái bệnh mà như thần kinh á. Coi như là thần kinh tâm thần á, không có giống như là không có biết gì hết. Nó có khi nào nó đánh gì nhiều không? Có, nó quất, nó bầu, nhờ bữa đợt nó có mẹ, nó cũng như mẹ đi tới lui với mẹ, nó gặp thì ấy, có mẹ nó đẩy đi luôn. Nhiều khi cô biết sao bây giờ, nhỏ là mình chỉ dễ, để sau này lớn á, khổ lắm. Thì đó không? Không thì lớn nhà chịu mấy nhà mấy người đó. Thôi bây giờ ngày mai chú dẫn đi bác sĩ ha. Chú dẫn vô bác sĩ khám ha. Được không? Còn đi không? Đi không? Nó chịu đi không? Hay là làng? Đi không? Giúp chú chở con đi ha. Ha? Sao vậy? Đi cho tiền của bệnh. Đi khám mà mình về. Vô mà đàng hoàng khám mình về. Trời ơi, đừng gì bệnh nó thôi. Đi lên bác sĩ như là ai. Như là mình thường thế, nó có giấy tờ. Mà giấy tờ là cái chứng bệnh gì vậy cô? Thì bởi vì mình phải chẩn đoán là coi bệnh gì mình phải đi chụp hình cái đầu đó, coi như bệnh gì mới chữa được chứ nói động kinh là ví dụ nói cô động kinh á thì là nóng sốt lên nó sẽ co giật đúng không, còn hoàn toàn còn bé này á thì là không có biết cái gì hết, coi như là biết bộ ngoại nọ thôi, còn những cái hành động mà như đánh cô nọ đó thì đó. Con tên gì con tên gì? Nói cho tiện thôi, chú lấy tiền lại à. Tên gì? Hoàng Anh hả? Phải không con? Đó cũng biết tên của mình đó chứ bộ. Mà con họ gì? Con họ gì? Tên họ gì? Cái gì Hoàng Anh? Cái gì Hoàng Anh? Họ Nguyễn Hoàng Anh đó. biết hết trơn á, dạ. nó biết nhưng mà nó biết hiện tại thôi à, rồi thân hơi cái nó quấn mệt, nó biết. Rồi cái là... mà quan trọng nhất nè là cái tiền mà mỗi tháng cô đóng nhà trọ vậy nè, ai đóng cho cô? Xin người kia chứ không có ai đóng hết trơn, không có người kia đóng hết trơn.
ý là xin người này người kia là ai đó, con, trong gia đình hay là như thế nào? Nhiều khi cái thằng em nó đi làm bên kia kìa, nó cho nhiều khi nó cho ông chị, nhiều khi nó đi làm bển nó cũng như nó người dân mà thấy gì nó khổ cái giúp đỡ. Dạ. Như nó đi làm container bển á. Dạ. Nó qua nó chơi nó thấy gì rồi cũng như nó giúp gì giúp, giúp cũng cho mấy tháng rồi, mấy tháng gì đó. Còn đồ đạc này là của ai? Của gì? Tại vì á giống như là con muốn biết, như là muốn biết cái sự việc nó rõ ràng phải không? Tại vì con gì vô gì nói là có gì là nó ở thôi. Cũng có mẹ nó đi tới đi lui chứ. Thì đó, tại con thấy có quần jean đàn ông này nọ nữa nè. Quần jean đàn ông là quần jean của thằng này. Đàn ông là thằng này. À, nguyên của nó hả? À, của nó. Ờ. Của ai? Nguyên. Con nói vậy lại. Này của ai? Nè, đây chú nó tưởng ngoài nó dốc. Của ai này? Của ai vậy? Của ai nghe? Đó, không, để con nói rõ ràng, để nhiều khi á, trên cộng đồng mạng người ta cứ cứ tưởng là giống như con nói xạo mà cô cũng nói xạo vậy đó. Vậy hả? Hỏi thằng đen đen kìa. Rồi con thích đi học không? Con thích đi học không? Không biết chữ, cao kê rồi đó. Con biết hát không? Là con hát một bài này chưa nghe thử coi. Hát một bài nữa cho 10.000 nữa nè. Biết hát không? À, cho trước mới hát hả? Biết hát không? Không biết hát hả? Không biết hát mà cho trước mới hát nha. Nó nói lâu lâu cái thằng đen đen qua hoài. Đây. Cũng đi mà đi để tới luôn mà mẹ nó không có cũng như không có lo nữa, nó không có lập trường cho Dũng. Dạ. Cũng như coi như là hoàn cảnh như vậy, là thí dụ như giờ có tiền nhà đó, mình nhà không có thôi. Nhưng mà con nghĩ như vậy cái con nói con xin lỗi nha, tại vì cái con xin lỗi con nói trước nha, tại cái người mẹ như vậy là chắc chắn là sẽ không tốt, tại vì ví dụ như con mình có bệnh như thế này vậy, thấy không, mình có lấy chồng khác đi chăng nữa thì mình cũng phải lo cho nó. Cũng, chứ không phải đúng ra là tốt không tốt quá thì đúng ra là cái điểm là nó thì cũng như coi như là cái dù còn thằng lâu thì cũng thằng nói vậy đi, cũng như là tới đâu cũng đây mẹ mười lần đâu theo thằng đi, nhưng mà không có lo khó, không có lo trọn vẹn như con nó, thí dụ như vợ nhà đấu thì đấu thì gán chịu chứ không có nhập tâm nữa, coi như là hai bà cháu ở nhà đó. Là nó có bảo hiểm gì không cô? Đó, vậy giấy tờ nó chưa có nữa. Vậy là hàng ngày bây giờ là không có thuốc thang uống thuốc gì hết trơn ha? Lấy gì luôn, không có gì trơn. Bác sĩ kêu đó là đi trị bệnh, trị nó là uống thuốc hàng tháng. Dạ. Như là đi khám cho nó là trị hàng tháng. Cái này giống như mình phải mang nó đi, phải dẫn nó đi bệnh viện, rồi bệnh gì, đúng không? Còn cái hoàn cảnh của mình như giờ khó khăn mà nó không quan trọng bằng cái bệnh mình chữa nó trước đi, tại nó còn nhỏ là tội nghiệp nó, đúng không? Chứ đâu phải chứ đâu phải mà thấy nó như vậy cái bỏ liều nó về tội nghiệp hết lắm. Phải bỏ liều, liều con cái giờ khả năng không có, với hoàn cảnh như chị mẹ nó cũng bỏ liều rồi, nhưng bây giờ mẹ nó giờ cũng không lo như nhiều trước. Bởi vì tiền ăn không có, tiền nhà không có, đóng một cái gì đâu. Thì bây giờ đó. Bây giờ ý con nói nếu mà bây giờ nếu mà có ai đó, nếu mà có ai giúp á, thì mình sẽ chữa bệnh nó trước rồi xong cái hoàn cảnh của mình nó sẽ tính sau. Chứ bây giờ cái nó con trai này nó cũng mới 12 tuổi đúng không? Không, thí dụ như mình lo cho nó rồi cái tiền ăn cũng có cũng như không, mình phải lo tiền ăn cho nó. Ai nuôi đó? Không ai nuôi nó đâu. Rồi bây giờ mỗi ngày là cho nó ăn cái gì con? Như bữa nay cô có đi chợ không? Không, có một em nó ra nó mua cho ăn rồi chứ không có đi chợ, không có tiền mua. Vậy là cô túc chật với nó ở nhà suốt ngày vậy đó? Ờ, canh nó. Chứ để giữ nó, chủ nó đốt, này đốt kia nó phá, này phá kia nó nhập kia nhập mắt. Trời ơi, con nãy mới thấy ảnh đi lang thang qua đây nè. Ờ, đi qua đường, nó mới về nhà, nó mới ngủ, chỉ tối mới chờ. Vậy nếu như vậy cô không canh cho cháu nó ở trong nhà để nó đi ngoài đường nguy hiểm không? Không vô. Con phải ở trong nhà với ngoại phải không? Cũng đừng có đi. Đi ra ngoài là con mang nó bắt á, biết không? Con 12 tuổi đúng không? 12 tuổi. Ờ, 12 tuổi. Vậy nha con.
có tuổi đi nửa tháng rồi, đó với ông đòn cũng biết mà, với ông hỏi đòn chứ đứng không đi dọc đó. Dạ. Đó thì thôi hôm nay con cũng quay cái clip này vậy đó. Thì con nói chung là mong mong những cái mạnh thường quân á, nếu mà người ta có lòng hảo tâm á, người ta hoan hỷ á, thì người ta sẽ giúp đỡ cho bà cháu của cô, thấy không, được ít nào hay ít đó. Chứ bây giờ con cũng cũng có chút tiền về cho bé vậy thôi đó.